Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian 21 ngày. Theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, thị trấn với thị trấn. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng đến địa bàn Lâm Thao, Bình Định, Quảng Phú, Phú Lương, Tân Lãng, thị trấn Thứa. Trước đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đã có chỉ đạo bắt đầu từ 13 giờ chiều nay, tạm dừng các hoạt động các nhà hàng, quán ăn tại chỗ, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường cho đến khi có chỉ đạo hướng dẫn mới. Tạm dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao, mừng thọ, tất niên, đám cưới, hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông người, các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải quyết định tạm dừng hoạt động cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai hãng hàng không đang khai thác các đường bay đi và đến sân bay Vân Đồn là Vietjet Air và Bamboo Airways đã có những điều chỉnh bay cũng như các chính sách liên quan đến quyền lợi của khách hàng. Theo đó, Bamboo Airways thực hiện hủy các chuyến bay đi và đến trạng Vân Đồn, thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, từ ngày 31 tháng 1 đến 14 tháng 2 năm 2021. Các khách hàng đã đặt vé bay trong khoảng thời gian từ 31 tháng 1 đến 14 tháng 2 cần liên hệ ngay đại lý bán vé hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng để được hướng dẫn giải quyết. Trong khi đó, Vietjet Air triển khai phương án hỗ trợ cho khách hàng có hành trình bay và đến đi Vân Đồn trong giai đoạn đóng cửa sẽ được miễn phí đổi thời gian bay và hành trình sang các trạng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Vinh với thời gian khởi hành mới trong vòng 72 tiếng so với thời gian khởi hành ban đầu. Trường hợp đổi sang các hành trình khác hoặc thời gian khởi hành vượt quá 72 tiếng so với thời gian dự kiến khởi hành ban đầu, khách hàng sẽ được miễn phí thay đổi hành trình, chỉ thu chênh lệch giá vé. Chỉ trong một ngày, số ca mắc mới COVID-19 tăng lên 82 người. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận nhiều nhất số ca lây nhiễm trong một ngày, cho thấy sự lây lan nhanh chóng của chủng mới virus SARS-CoV-2 tại Anh. Theo các chuyên gia, biến chủng mới của virus này có tốc độ lây truyền lên đến 70% so với thể ban đầu. Ngành y tế cho biết, biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh là loại biến chủng làm tăng cường khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ ngoài môi trường, đột biến trên vùng gen N501Y của virus corona. Với đặc tính này, virus sẽ lây lan nhanh chóng, khiến số ca mắc tăng cao chỉ trong thời gian ngắn. Việc này cũng khiến các chuyên gia hết sức lo ngại. Và theo những ước tính và đánh giá nhận định của một số các chuyên gia, thì cái biến chủng này có khả năng làm lên tăng cái tốc độ lây truyền lên tới 70%, và đây là một cái điều mà chúng ta hết sức quan ngại. Và vấn đề thứ hai là cái biến chủng này nó làm không làm tăng thêm cái tình trạng nặng của bệnh nhân, tức là chỉ làm tăng khả năng lây truyền nhưng mà không làm tăng cái khả năng nặng lên của bệnh nhân. Mặc dù được nhận định chủng mới của virus SARS-CoV-2 biến chủng ở Anh sẽ không làm tăng nặng bệnh nhưng có thể kéo dài thời gian mắc bệnh của người bệnh. Hơn nữa, với tốc độ lây lan nhanh, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều ca mắc và khả năng điều trị gặp khó khăn khi hiện chưa có phác đồ điều trị cho chủng mới này. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy chủng mới kháng lại vaccine. Người ta quan ngại một điều là do cái biến chủng ở trên cái vùng spike của cái virus này, và hiện nay hầu hết tất cả các vaccine đều nhằm vào cái việc ngăn chặn cái khả năng xâm nhập của cái virus corona đối với tế bào vật chủ, tức là ngăn chặn cái vùng spike này. Thế nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì các nhà khoa học cũng đang theo dõi một cách rất là chặt chẽ và cho thấy rằng là cũng chưa có những tác động đối với cái việc mà có khả năng ảnh hưởng đến vaccine hay không. Trước những lo ngại về sự lây lan của chủng mới này, ngành y tế đã tăng cường dồn lực để sẵn sàng điều trị cho người bệnh ngay tại chỗ, hạn chế vận chuyển bệnh nhân. Đây cũng là lý do, ngay trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương. Sáng nay, Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục bàn về công tác nhân sự. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp bất ngờ của đại dịch COVID-19, ngay trong sáng nay, hơn 500 phóng viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước đang tác nghiệp tại đại hội được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là lần thứ 3 các phóng viên tham gia đưa tin về đại hội được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo tốt nhất việc phòng chống dịch bệnh. Trước đó, tất cả nhân viên phục vụ, lực lượng an ninh tại đại hội lần thứ 13 của Đảng cũng đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 từ chiều qua.
Đồng thời, các biện pháp chống dịch khác được áp dụng như yêu cầu đeo khẩu trang và có thêm những điểm rửa tay sát khuẩn. Sau khi có thông tin các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại nhiều địa phương, lãnh đạo Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội 13 của Đảng đã khuyến cáo các phóng viên đề cao công tác phòng chống dịch. Từ khi bắt đầu đại hội tới nay, hàng ngày sau mỗi buổi họp của đại hội, tiểu ban y tế của đại hội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực hội nghị, từ hội trường chính đến các phòng họp nhỏ, dọc hành lang và khu vực trung tâm báo chí. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được siết chặt. Thưa quý vị, chiều qua đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 làm việc tại hội trường với công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Sau đó các đại biểu về thảo luận tại đoàn. Sáng nay tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam và công ty First News Chí Việt ký hợp tác lan tỏa trí thức, kết nối yêu thương, chia sẻ bản quyền giai đoạn 2021-2026. Theo đó, công ty First News Chí Việt sẽ bàn giao toàn bộ trên 2.400 bài viết dành cho giới trẻ Việt Nam về giáo dục, công nghệ, khoa học kỹ thuật và hướng nghiệp của giáo sư John Vũ Nguyễn Phong đã được giáo sư chuyển giao bản quyền cho First News. Và cùng công ty WeWe bàn giao toàn bộ số sách thuộc tủ sách hạt giống tâm hồn và những cuốn sách thuộc tủ sách quản lý giáo dục và những cuốn sách giá trị cho Đài Tiếng Nói Việt Nam để trích đọc những đoạn hay nhất, cốt lõi nhất của những cuốn sách này đến với khán thính giả, độc giả cả nước trên tất cả các hạ tầng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đồng thời, trang báo điện tử hạt giống tâm hồn.vn cũng được phép khai thác chia sẻ lại để lan tỏa những tin tức hay và các bài báo nổi bật về những tấm gương lan truyền cách sống, những câu chuyện lay động lòng người từ các kênh truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định đây là cơ hội để cả hai bên cùng tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, góp phần lan tỏa tri thức, phát triển truyền thống nhân văn cùng lòng nhân ái, lý tưởng và lương tri mỗi người dân Việt Nam. Thưa quý vị, với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khoảng thời gian cận Tết luôn là nỗi lo bởi họ phải gánh nặng chi phí cho việc mua sắm nhu yếu phẩm chuẩn bị Tết. Vâng, và để san sẻ khó khăn với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, phiên chợ không đồng được Hội Chữ thập đỏ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhằm giúp cho người dân có một cái Tết ấm áp và đầy đủ hơn. Xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự là nơi phiên chợ xuân không đồng diễn ra. Có hơn 400 hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ bán vé số được tặng phiếu đi chợ trong dịp này. Tại phiên chợ có 6 gian hàng bày bán đầy đủ các nhu yếu phẩm như gạo, mì, trứng, dầu ăn, đường bột ngọt cùng rau củ quả đều có mệnh giá không đồng. Không có người bán, cũng không có người mua, không kỳ kèo, cũng chẳng ngã giá. Tất cả đều thay thế bằng nụ cười, sự thân thiện giữa người nhận và người cho. Ông Lý Văn Hai làm nghề bán vé số với thu nhập ít ỏi. Nay có phiên chợ xuân không đồng đã giúp gia đình ông giảm bớt phần nào gánh nặng trong dịp Tết đến. Thấy rất vui vì mình đang nghe vậy cứ quá mừng cái nghỉ bữa đâu mà mình ở nhà mình đi lãnh á, bị gì vá ngày thu nhập có 80.000 rồi mình ăn uống nữa đó chú, rồi này thì mình ăn cũng hơi được lâu lâu, tôi quá mừng quá vui rồi mà ăn qua được cái Tết rồi. Với gạo, bột ngọt, dưa leo với mà cà với đường với dầu ăn. Dù mình có, mình ăn được vài ngày, mười mấy ngày. Hoạt động này được thực hiện hàng năm cho bà con vùng biên giới vào dịp Tết đến, đã hỗ trợ cho hàng ngàn hộ khó khăn vơi bớt đi các khoản chi phí mua sắm trong ngày Tết, tạo điều kiện để ai ai cũng có thể đón Tết trong niềm vui tươi phấn khởi. Thông qua mô hình chợ không đồng, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã chung tay góp sức, chia sẻ khó khăn với người nghèo bằng những hàng hóa lương thực, nhu yếu phẩm thiết thực nhất. Vào dịp Tết thì cái còn rất nhiều những người khó khăn như là người nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người nghèo thì vận động các mạnh thường quân nhằm hỗ trợ một phần khó khăn giúp cho những người nghèo trong cái dịp Tết được vui xuân đón Tết. Trong không khí Tết Nguyên đán đang đến gần,
khi mỗi món quà được trao đi, đó còn là cả tấm lòng của những người thực hiện phiên chợ với mong muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đều được đón một cái Tết đầy đủ và ý nghĩa. Nghệ thuật điêu khắc vốn không xa lạ với nhiều người, nhưng điêu khắc trên một vật liệu mỏng manh như là vỏ trứng thì không phải ai cũng biết tới. Có một thầy giáo mỹ thuật ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nhiều năm qua theo đuổi đam mê với nghệ thuật này. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp tới, anh đã điêu khắc nhiều hình tượng linh vật độc đáo để trưng Tết. Bàn tay nhẹ nhàng nâng niu những vỏ trứng mỏng manh. Vẻ mặt chăm chú, cẩn thận của anh Trần Minh Nhật cũng cho thấy được mức độ khó khăn của việc điêu khắc trên vỏ trứng. Trung bình một sản phẩm có giá dao động khoảng vài trăm ngàn đồng, tùy thuộc vào độ công phu khi gia công mẫu mã các loại vỏ trứng khác nhau. Cảm thấy bộ môn này rất là lạ, rồi cũng hay. Sau đó mới tìm tòi hỏi. Thì thời đó khó khăn là một cái là mình không kết nối được với những cái bạn đó, và mạng xã hội lúc đó cũng chưa phát triển nữa. Với lại một cái là dụng cụ của mình thì chẳng ai biết đến. Khi mà mình mua dụng cụ thì mình nói cái dụng cụ khắc trứng á, thì không ai biết đến hết á. Mình phải tự tìm tòi cái dụng cụ đó, tìm rất là khó khăn. Rồi sau này mình mới tham gia được cái group của cái bạn khắc trứng. Thì từ đó mình mới làm nên những cái tác phẩm sau này. Vỏ trứng sau khi được xử lý, làm sạch, phơi khô để tăng độ chắc chắn ở bề mặt, sẽ được anh Nhật lên ý tưởng phác thảo vào dùng các loại mũi khoan dài, đục, tạo hình. Từ vỏ trứng nhỏ nhất như trứng cút đến những quả trứng lớn như trứng đà điểu, anh đều tìm phương pháp điêu khắc phù hợp sao cho thiết kế thật nổi bật và quá trình làm không để lại vết nứt. Để truyền đam mê bộ môn nghệ thuật này đến với nhiều người, anh Nhật còn mở lớp dạy học khắc trứng cho các bé vào hai ngày cuối tuần. Đây là hoạt động trải nghiệm, rèn luyện cho các bé nhiều kỹ năng như tính tập trung và kiên nhẫn, đồng thời hiểu hơn về giá trị của những vật dụng bị bỏ đi. Lớp của mình thì đa số những bạn từ cấp 2, cấp 2, cấp 3. Thì tại những cái độ tuổi đó thì các bạn nhận thức được cái việc làm. Tại vì cái này mũi khoan này cũng nguy hiểm cho đến đối với những cái bé nhỏ. Cái mục đích mà mình mở cái lớp là để lan tỏa cho những cái nhiều người biết đến hơn. Với một phần nữa là các phụ huynh thường muốn con mình giải trí một cách bổ ích. Thì mình nghĩ là cái ngày thứ bảy chủ nhật á, thì những cái bé đam mê có thể là tới mình, bé nào thích thì các phụ huynh có thể là gửi tới để mình hướng dẫn cho bé. Và sau đó là sau 2 ngày thì mình sẽ cho các bé đem những sản phẩm của mình về nhà để cho phụ huynh xem. Điêu khắc vỏ trứng là nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì của người làm cùng đôi bàn tay tỉ mỉ. Những đường vẽ phải dùng lực vừa đủ để giữ cho tạo hình nguyên vẹn. Những ngày xuân đang đến rất gần, anh Nhật đang gửi đi những lời chúc xuân của mình đến với mọi nhà qua tác phẩm điêu khắc của mình. Niềm đam mê điêu khắc này không chỉ mang đến cho anh nguồn thu nhập mà còn đem đến cho anh niềm vui được thỏa chí sáng tạo.